Quyên Di xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức truyện dài Khói Tình của tác giả Phạm Lê An. Chương 4. Hòa ném chung chìa khóa lên mặt chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường, rồi buông người xuống chiếc ghế trước bàn viết. Cảm giác bực bội khiến chàng khó chịu. Thái độ và những lời nói của Phượng Vũ lúc nãy khiến chàng không thể nào giữ được bình tĩnh. Nhớ lại nét mặt bướng bỉnh của Phượng Vũ khi không chịu nghe chàng giải thích, Hòa thật giận. Lần đầu tiên trong đời chàng bị con gái tát. Nghĩ cho cùng, Hòa bị lãnh cái tát đó cũng đúng, vì Hòa biết mình sai khi ôm hôn nàng một cách táo bạo như vậy. Nhưng quả thật, chàng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhìn cái mặt nghênh nghênh, đôi môi trề ra như thách thức của nàng, Hòa không thể nào nhịn được. Bình thường Hòa rất đàng hoàng, làm việc gì cũng từ tốn và thận trọng. Chẳng hiểu hôm nay tại sao chàng lại hành động giống như một gã thô lỗ vậy. Phượng Vũ chỉ tát chàng thôi là đã dễ dãi cho chàng lắm rồi. Chàng còn trách người ta. Bây giờ Hòa mới hiểu tại sao Phượng Vũ luôn tránh né, lạnh lùng với chàng. Và cô bạn của nàng thì cứ nhìn chàng với ánh mắt khó chịu như vậy. Hòa không hiểu từ đâu Phượng Vũ nghe được chuyện của cô Đào, và tại sao cứ một hai cho rằng chàng có dính dáng đến chuyện ấy. Hòa nghĩ phải bắt đền chú Sơn và nhờ chú tìm dịp minh oan cho chàng mới được. Nhưng rồi nhớ lại câu nói cuối cùng của Phượng Vũ, Hòa bặm môi lắc đầu. Với thái độ bướng bỉnh của nàng, Hòa nghĩ cho dù chú Sơn có mất công giải thích, chưa chắc nàng đã nghe. Như vậy thì nói làm gì cho thêm tức. Dù cho Hòa đang có ý theo đuổi Phượng Vũ đi nữa, tự ái cũng không cho phép chàng hạ mình hơn. Hòa chép miệng, con gái thôi mà, không có người này sẽ có người khác. Hòa không tin rồi mình sẽ không tìm được một nửa kia của mình. Phượng Vũ khoát nước lạnh lên mặt. Nước lạnh khiến nàng bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn mình trong gương và đưa tay sờ nhẹ lên môi. Cảm giác nụ hôn của Hòa hình như vẫn còn trên đó. Thành thật mà nói, tuy thái độ của Hòa có vẻ mạnh bạo, nhưng nụ hôn của chàng lại rất dịu dàng. Phượng Vũ cảm nhận được như vậy. Phượng Vũ hơi hối hận vì đã tát chàng khá mạnh, và lại còn dùng lời lẽ nặng nề để nói với chàng. Bình thường, tuy ngang ngược và ngổ ngáo, nhưng chưa bao giờ nàng hành động lỗ mãng như vậy. Nhất là với Hòa, người mà dù không muốn, nhưng nàng đã dành cho khá nhiều cảm tình. Phượng Vũ nhớ lại cảm giác lúc đó của mình, cơn giận dâng lên không thể nào ngăn chặn được. Phần giận Hòa đã dùng sức mạnh, phần giận cảm giác của mình đã đến không đúng lúc. Nhưng bây giờ, khi bình tĩnh trở lại, Phượng Vũ không còn cảm thấy giận lắm. Ngược lại, cái nhìn của nàng về Hòa hình như đã thay đổi, nàng không còn ghét Hòa như trước nữa. Phượng Vũ không thể dối lòng rằng chính cái bản tánh dám nói dám làm của Hòa đã chinh phục được nàng. Cái bản tính táo bạo mà những người từng theo đuổi Phượng Vũ từ xưa tới nay không ai có. Trong số họ, chưa từng có người nào cãi lại nàng hay làm khác ý nàng, chứ đừng nói đến dám dùng bạo lực với nàng như Hòa vậy. Lần này thật đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Nói theo kiểu của mẹ nàng là cuối cùng cũng đã có người trị được nàng. Có phải chăng Hòa đúng là người có bản lãnh này? Và liệu Phượng Vũ có sẽ để cho anh ta trị mình hay không? Theo cách Hòa nói lúc nãy thì chuyện giữa chàng và Xuân Đào không đúng như những gì Loan đã kể cho Phượng Vũ nghe. Chẳng lẽ lại có sự hiểu lầm gì sao? Hòa nói chú Sơn hiểu rõ nhất. Liệu Phượng Vũ có nên tin hay không? Hình như nàng hơi quá khích khi không chịu nghe Hòa giải thích, khiến chàng giận bỏ đi. Nàng với lấy cái khăn nhỏ chậm nước trên mặt. Nếu thật sự bị nghi oan, Hòa sẽ không bao giờ im lặng để mọi người tiếp tục hiểu lầm mình. Có lẽ Hòa sẽ nhờ chú Sơn giải thích, để xem họ nói gì rồi mới tính. Phượng Vũ yên tâm với ý nghĩ này. Nhưng trái với dự đoán của Phượng Vũ, những ngày sau đó, thái độ của Hòa chợt thay đổi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Không có nụ hôn, cũng không có cả cái tát tai. Tệ hơn nữa, chàng lạnh lùng và xa lạ như những ngày đầu mới quen. Hòa trở lại gọi Phượng Vũ bằng cô và xưng tôi, chứ không gọi tên nàng thân mật như lúc sau này nữa. Còn 2 tuần nữa là đến ngày chương trình văn nghệ Giáng sinh khai mạc. Mỗi tuần ngoài giờ học, họ còn một buổi tập dượt với các em học sinh. Hòa làm nhiệm vụ của mình một cách máy móc, chẳng cần để ý xem Phượng Vũ tập dượt cho các vai chính đến đâu, không hỏi thăm nàng dù chỉ là lấy lệ. Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ, Phượng Vũ không dạy như bình thường
mà dành để tổng duyệt lần chót trước khi lên sân khấu. Đứng cạnh Hòa nhìn các em biểu diễn không phấp phác, Phượng Vũ vừa vui mừng vừa cảm động. Nàng liếc nhìn sang Hòa để tìm một ánh mắt hay một thái độ chia sẻ, nhưng cảm thấy thất vọng khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ một chút tình cảm nào của chàng. Tâm trạng đang vui của Phượng Vũ chợt sẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Tự dưng nàng cảm thấy chán nản. Nàng cho các em thu xếp mọi thứ lại cho đàng hoàng rồi nhìn đồng hồ. Hòa đã bỏ ra ngoài từ lúc nào? Phượng Vũ thở dài, nàng dặn dò các em ngày trình diễn nhớ đến đúng giờ rồi cho các em ra về. Chương trình văn nghệ Giáng sinh do các em học sinh biểu diễn đã thành công hơn cả dự tính. Những tràng pháo tay vang dội cả hội trường chẳng những khích lệ các em học sinh thêm hăng hái mà còn khiến cho những giáo viên đang điều khiển các em ở đằng sau cánh gà nở mũi hãnh diện. Cảm động nhất là tiết mục Sơn Tinh Thủy Tinh của cấp lớp 1 do Phượng Vũ và Hòa đạo diễn đã được bình chọn làm tiết mục hay nhất của buổi văn nghệ và đã được trao một món quà lưu niệm cùng một hộp sô-cô-la thật lớn. Trước khi ra về, Phượng Vũ đã mở hộp sô-cô-la và phân phát cho các em. Phượng Vũ nhìn thấy Hòa đang đứng ở góc phòng dùng giấy ướt lau mặt cho vô hồn. Nàng đưa một thỏi sô-cô-la cho Hằng, đứa học sinh nhỏ nhất lớp, và nói: "Hằng đem cái này mời thầy Hòa." Hằng chạy đi. Phượng Vũ thấy Hòa nhìn về phía nàng, cầm lấy cái kẹo và nói gì đó với Hằng. Hằng chạy trở về, kéo Phượng Vũ xuống và hôn lên má nàng một cái thật kêu. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Hằng làm gì? Sao tự nhiên hôn cô giáo?" Hằng chỉ về phía Hòa: "Thầy Hòa nhờ Hằng hôn cô giáo để cảm ơn." Phượng Vũ đỏ mặt nhìn Hòa, anh chàng quay đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phượng Vũ cảm thấy tức tức trong bụng. Nàng nghĩ thầm, có lẽ anh chàng muốn làm quen. Xì, đừng hòng, hai tuần nay đã làm mặt lạnh lùng với nàng, lần này Phượng Vũ nhất định không bỏ qua một cách dễ dãi. Khi học sinh đã ra về hết, Phượng Vũ và Hòa còn đang thu xếp đồ đạc để trả cho trường thì thấy Sơn đi vào. Nàng nghe Sơn nói: "Sơn Tinh Thủy Tinh đoạt giải nhất, chiều nay chúng ta đi ăn khao nhé, chú đãi." Phượng Vũ ngước lên, tiếc nhìn về phía Hòa, lại là khuôn mặt lạnh không phản ứng. Phượng Vũ chán nản thoái thác. "Được trưởng ban tổ chức văn nghệ khao mà tiếc quá, chiều nay cháu bận." Bây giờ Hòa mới nhìn Sơn lên tiếng: "Gần Noel rồi ai cũng bận, chỉ có chú cháu mình là rảnh. Đi, cháu đi với chú." Phượng Vũ thất vọng. Thật ra chiều nay nàng chẳng bận gì cả, nhưng nhìn thái độ của Hòa, Phượng Vũ chợt no ngang. Nàng định nếu Hòa nói một câu gì đó để thuyết phục nàng thì Phượng Vũ sẽ đổi ý, nhưng cứ nghe cái giọng dễ ghét kia, Phượng Vũ cảm thấy giận quá. Nàng cúi xuống tiếp tục dọn dẹp. Sơn lại nói: "Vậy Hòa phụ Phượng Vũ thanh toán cho xong mọi việc còn lại đi, chú ra xe chờ. Còn Phượng Vũ thì sau Tết chú đãi sao vậy nhé?" Phượng Vũ quay qua Sơn cười: "Cảm ơn chú trước, sau Tết thế nào cháu cũng nhớ đòi nợ mà, chú đừng lo." "Vậy chú đi nha. Phượng Vũ và các bạn nhớ đừng quên đến dự buổi văn nghệ tất niên của ban nhạc chú tổ chức." Phượng Vũ gật đầu: "Cháu nhớ mà, chú yên tâm, cháu sẽ đến sớm. Joyeux Noel nha chú." "Joyeux Noel." Sơn nói xong quay lưng. Hòa đang xếp lại mớ binh khí bằng nhựa vào mấy chiếc thùng cạc tông. Phượng Vũ đã xếp xong đống quần áo dùng để hóa trang. Nhìn thấy hai bàn tay dính đầy phấn nên nàng đi tìm nước rửa cho sạch. Khi trở về thì nàng không nhìn thấy Hòa đâu nữa. Mấy thùng binh khí đã được xếp ngay ngắn trong góc bên cạnh cái thùng đựng quần áo. Phượng Vũ tức tối, như vậy là bỏ đi. Người gì mà đáng ghét, ngay cả cô chúc mừng Giáng sinh mà cũng hà tiện không chờ để nói với nàng. Phượng Vũ vùng vằng đá nhẹ vào mấy chiếc thùng, một tấm cạc nhỏ rơi xuống từ đống quần áo. Phượng Vũ nhặt lên, thì ra là danh thiếp của Hòa. Mặt sau nàng đọc được hàng chữ ghi vội: "Merry Christmas, đã nhờ Hằng tặng giùm món quà, cô giáo nhận được chưa? Hòa." Phượng Vũ mỉm cười, nàng cảm thấy vui hơn một chút. Ít ra Hòa cũng đã có nghĩ đến nàng. Hình như Hòa đang chơi trò cút bắt với nàng hay sao đó. Lúc nóng lúc lạnh khiến Phượng Vũ chẳng đoán được chàng đang suy nghĩ gì. Chuyện Hòa bị nàng nghi oan, hình như Sơn vẫn chưa biết vì chẳng nghe Sơn minh oan cho Hòa tiếng nào. Phượng Vũ thở ra, có lẽ Hòa đang dùng chiêu khích tướng để chọc tức nàng. Phượng Vũ tự nhủ lòng, từ đây sẽ mặc kệ Hòa, không thèm đếm xỉa nữa.
Phương Vũ ngồi trong góc tối, lơ đãng nhìn từ cặp ôm nhau bước theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Hôm nay là ngày cuối năm dương lịch, ban nhạc của chú Sơn có tổ chức một đêm văn nghệ tất niên và đón chào năm mới. Dù đã định cư ở Canada khá lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên Phượng Vũ đón năm mới với nhiều người như thế này. Mỗi năm, Phượng Vũ đều đón năm mới với gia đình. Hôm trước, trong buổi họp, chú Sơn có mời các giáo viên. Phượng Vũ vì ham vui nên đã nhận lời đi chung với Thanh Trúc và Ngọc Loan. Ai ngờ Ngọc Loan đến với ông xã, còn Thanh Trúc thì đi với bạn trai, nên Phượng Vũ tự nhiên thành lẻ loi một mình. Thấy Ngọc Loan và Thanh Trúc có vẻ áy náy, Phượng Vũ bảo họ cứ tự nhiên đi, đừng lo cho đàn. Vì Phượng Vũ không thích khiêu vũ bằng nghe nhạc và ngồi nhìn người ta quay cuồng trên beat. Nhạc chuyển qua điệu disco vui nhộn, nào đảo mắt một vòng có ý tìm xem Hòa đang ngồi ở đâu. Lúc nãy khi vào cửa, Phượng Vũ đã gặp Hòa đi với một nhóm bạn vừa trai vừa gái, có lẽ là bạn học. Phượng Vũ đã nhìn thấy họ, họ ngồi cách bàn của Phượng Vũ không xa lắm. Hòa nói cười vui vẻ chứ không để khuôn mặt lạnh lùng như lúc sau này nàng vẫn thường nhìn thấy. Nhóm họ có 6 người, 4 nam 2 nữ. Có một cô khá xinh, mặc chiếc rốp màu đỏ, hình như có vẻ thân với Hòa lắm. Phượng Vũ nhìn thấy cô gái thì thầm gì đó vào tai Hòa và họ cùng cười. Hòa chợt đưa mắt nhìn chung quanh, Phượng Vũ nép mình vào sát gốc, dù biết rằng nơi nàng ngồi vừa khuất lại vừa tối, từ xa khó mà nhận ra nàng. Hai cặp Ngọc Loan và Thanh Trúc vừa trở lại bàn, còn có 5 phút nữa là đến giao thừa. Ban nhạc trên sân khấu đã ngưng chơi. Mấy cái màn ảnh TV lớn ở 4 góc được mở lên, họ đang chiếu cảnh người ta tụ tập chờ đón năm mới ở New York. Người ở đâu mà đông thiệt là đông, ai cũng hò hét hồi hộp chờ đến giao thừa. Rồi Phượng Vũ nhìn thấy mọi người trong phòng đều đứng dậy bước ra giữa phòng. Thanh Trúc vừa kéo tay Phượng Vũ đứng dậy vừa nói, ra đây Phượng Vũ, người ta bắt đầu đếm ngược rồi kìa. Phượng Vũ nhìn lên màn ảnh TV, không ai bảo ai mà mọi người trong phòng cùng đồng thanh đếm lớn theo những con số chớp trên màn ảnh từ số 10 trở về trước. Mọi người cùng rời khỏi bàn, kéo ra nên khá chật. Phượng Vũ không còn nhìn thấy nhóm của Thanh Trúc đứng gần mình nữa. Khi mọi người đếm tới zero, thì Phượng Vũ nhìn thấy trên màn ảnh thật nhiều pháo bông đủ màu được bắn lên bầu trời đêm thật đẹp. Happy New Year! Mọi người trong TV đều ôm lấy người bên cạnh để chúc mừng. Xung quanh Phượng Vũ, người ta cũng la to lời chúc mừng và cũng ôm lấy nhau như Mỹ. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ người Việt mình cũng chúc mừng kiểu đó. Nàng còn đang lớn ngỡ chưa biết nên làm gì thì chợt bị ai đó ôm chặt. Bất ngờ quá lại không quen nên Phượng Vũ đành đứng im chịu trận. Bỗng nàng nghe một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai, Happy New Year, mong rằng năm mới chúng ta sẽ vui hơn năm cũ. Vòng tay kia siết nàng thật chặt một chút rồi lơi ra. Phượng Vũ đã nhận ra người đang ôm nàng là Hòa, nhưng nhất thời, nàng không biết nên phản ứng thế nào. Hai tay Hòa vẫn giữ lấy vai nàng, đẩy nhẹ ra và nhìn vào mặt nàng. Trong bóng tối, Phượng Vũ nhìn thấy ánh mắt Hòa long lanh, giống y hệt cái đêm Hòa hôn nàng. Phượng Vũ cảm động chớp mắt nói nhỏ, Happy New Year. Hòa vẫn nhìn nàng không rời, Phượng Vũ nghe tim mình hồi hộp. Mấy phút trôi qua, rồi thật bất ngờ chàng buông nàng ra, biến mất vào đám đông. Phượng Vũ hơi hụt hẫng vì thái độ của Hòa, dù rằng nàng chẳng biết mình đang chờ đợi gì ở chàng. Chưa bao giờ Phượng Vũ cảm thấy những ngày nghỉ lễ mùa đông lại dài lê thê như vậy. Trường dạy tiếng Việt cho học sinh nghỉ lễ đến một tháng, nên thời gian chờ đợi càng dài hơn. Phượng Vũ không thể tự dối lòng rằng nàng thật mong được trở lại trường, vì mong gặp lại một người. Có xa nhau mới thấy nỗi nhớ dây dứt tim óc như thế nào. Và Phượng Vũ bàng hoàng nhận ra rằng hình như mình đã yêu Hòa. Không có ngày nào là nàng không nghĩ đến Hòa, dù rằng giữa nàng và chàng chẳng có nhiều điều vui để nhớ. Cuối cùng rồi cũng đến ngày trở lại trường. Trong buổi họp đầu năm của giáo viên, Phượng Vũ ngạc nhiên khi thấy Hòa bước vào phòng họp với một người con gái. Cô gái trông quen quen nhưng Phượng Vũ không nhớ là gặp ở đâu. Anh Tân nói là vì có một số người Canada muốn học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam nên trường sẽ mở thêm một lớp cho những người này. Chương trình học sẽ gồm có 2 phần. Hòa phụ trách phần giới thiệu về văn hóa Việt Nam, còn cô Lan Anh sẽ giữ nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho họ. Anh còn nói thêm cô Lan Anh do Hòa giới thiệu
đã học xong ngành sư phạm và hiện đang làm giáo viên dạy trung học tại Montreal. Mọi người rời khỏi phòng họp, trở về lớp của mình. Phương Vũ nhìn theo Hòa đang bước đi cùng với Lan Anh. Suốt buổi họp, Hòa như không hề nhìn thấy nàng. Nàng nghe trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Nàng thật muốn biết Hòa đang nghĩ gì về nàng. Chưa bao giờ có người khiến Phương Vũ phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếng cười nói của Phương Vũ từ dưới nhà vọng lên văng vẳng. Hòa bực tức, với lấy cái headphone gắn vào tai và mở nhạc thật lớn. Từ ngày Phương Vũ bắt đầu đến nhà chàng mỗi chiều thứ bảy để học guitar với chú Sơn, Hòa đâm ra khó chịu. Thái độ của Phương Vũ khi tiếp xúc với chú Sơn thật khác xa khi nói chuyện với chàng. Hòa không hiểu tại cái ác cảm vì hiểu lầm chàng hay vì Phương Vũ có cảm tình đặc biệt với chú Sơn. Giả thuyết thứ hai có vẻ đúng hơn. Nếu không phải vì muốn được gần gũi chú Sơn, thì tại sao tự dưng Phương Vũ lại muốn học guitar? Cứ nghe cái cách cười nói luôn miệng của nàng, cũng đủ biết Phương Vũ đâu thật sự có ý muốn học đàn. Tự nhiên Hòa cảm thấy buồn, gỡ cái headphone ra khỏi tai, Hòa đứng dậy ra khỏi phòng. Chàng khoác cái áo jacket, mang giày rồi mở cửa bước ra đường. Không khí tuy se lạnh, nhưng chàng cảm thấy dễ chịu hơn ở trong nhà. Lên xe, Hòa ngồi phân vân không biết nên đi đâu. Chàng chỉ muốn ra khỏi nhà để đừng nghĩ đến Phương Vũ và chú Sơn nữa. Càng nghĩ, Hòa thật càng giận mình. Đã tự nhủ lòng không để ý đến Phương Vũ nữa mà vẫn không làm được. Không gặp nàng thì ý chí của Hòa có vẻ vững vàng lắm. Nhưng đến khi nhìn thấy nàng thì Hòa không còn tự chủ được nữa. Hòa biết mình đã yêu người con gái bướng bỉnh ngổ ngáo kia mất rồi. Hôm giao thừa, Hòa đã nhìn thấy Phương Vũ ngồi một mình trong bóng tối. Mấy lần chàng định qua với nàng, nhưng rồi Hòa dằn lòng được. Chàng không muốn có thêm xích mích và gây gổ với Phương Vũ, nhất là ở nơi đông người như vậy. Nhưng cuối cùng, khi gần đến giao thừa, Hòa cũng đành chịu thua, đang tới gần bên nàng để được là người đầu tiên nói với nàng câu chúc mừng năm mới. Hôm đó, cũng may là Hòa kịp thời buông vội nàng ra và bước đi, nếu không, có lẽ lại bị nàng tát thêm cái nữa. Hòa cho xe dừng lại bên tiệm cà phê Van Hoot, mua một ly cà phê rồi tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc. Hòa ngồi xuống, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Một lần nữa, Hòa quyết định bỏ cuộc, không theo đuổi Phương Vũ nữa. Nếu Phương Vũ có cảm tình với chú Sơn, thì tốt nhất Hòa nên dừng lại tại đây. Chàng không muốn xảy ra tình trạng hai chú cháu cùng theo đuổi một người con gái. Tuy không hiểu rõ chú Sơn nghĩ gì về Phương Vũ, nhưng cứ nhìn cách đối xử thân mật của chú, thì Hòa đoán biết là không nhiều thì ít, Phương Vũ đã chiếm được cảm tình của chú. Dù tính chú vẫn thích con gái dịu dàng e lệ, nhưng biết đâu chú đã thay đổi quan niệm khi gặp Phương Vũ. Hòa thầm công nhận ở nàng có sức quyến rũ mạnh mẽ, nhất là bản tính cứng cỏi, làm việc gì cũng hết lòng, dù có khó khăn cũng không bỏ cuộc. Phương Vũ hình như chỉ dễ ghét với mỗi mình chàng thôi, chứ với ai nàng cũng rất dễ thương. Chú Sơn chắc chắn sẽ thích hợp với nàng hơn chàng. Với bản tính bướng bỉnh và háo thắng của Hòa và Phương Vũ, dù có tiến được xa hơn đi nữa, họ cũng khó lòng hòa hợp. Hòa chợt thở dài, quyết định xong rồi lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm, thì Hòa lại buồn buồn. Có nhiều việc không phải mình muốn là được, nhất là trong tình cảm. Nếu làm được dễ dàng thì Hòa đã dứt khoát với nàng từ lâu rồi, chứ không dùng dằn lúc nóng lúc lạnh như vậy. Và nếu con tim chàng dễ bảo một chút, thì Hòa đã bảo nó yêu Lan Anh thay vì cứ khắc khoải vì Phương Vũ. Nghĩ tới Lan Anh, Hòa lại cảm thấy chạnh lòng. Lan Anh và Hòa quen nhau từ khi học chung trung học. Sau đó Lan Anh học sư phạm trong khi Hòa theo ngành điện toán. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Tuy Lan Anh không nói, nhưng qua cách cư xử, Hòa biết Lan Anh đã dành cho chàng nhiều cảm tình. Lan Anh là một cô gái xinh đẹp, tính tình dịu dàng, hòa nhã, nhất là biết đoán ý và chiều chuộng chàng hết mực. Vậy mà không hiểu tại sao quả tim của Hòa lại không rung động, dù chỉ là một chút. Hình như ở Lan Anh tất cả đều bình lặng quá, đơn điệu quá, và điều này khiến Hòa không cảm thấy bị cuốn hút. Nói cách khác, Lan Anh như một cuốn sách mà khi đọc trang trước, Hòa đã đoán được nội dung của trang sau, trong khi Phượng Vũ lại luôn là một dấu hỏi mà chàng mong muốn được khám phá và chưa bao giờ có thể hiểu được. Khi biết chú cháu Hòa giúp trường dạy tiếng Việt, Lan Anh cũng ngỏ ý muốn tham gia.
nên khi Hòa thấy anh Tân cần người đã giới thiệu. Hòa nhìn đồng hồ rồi bưng ly uống ớt chỗ cà phê còn lại và đứng dậy. Chàng tự hứa từ giờ sẽ chỉ chú tâm vào công việc của mình. Cũng may, lần này trường giao cho chàng làm việc chung với Lan Anh chứ không phải là Phượng Vũ. Từ nay, Hòa sẽ tránh tối đa những cơ hội có thể gặp mặt nàng ở trường. Mỗi chiều thứ bảy, giờ Phượng Vũ đến học đàn, Hòa sẽ ra ngoài. Tạm hài lòng với tính toán của mình, Hòa lái xe chậm chậm về nhà. Chương 5. Phượng Vũ bước vào phòng giáo viên. Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ học, nên trong phòng chỉ mới có lác đác vài người. Nàng nhìn thấy Thanh Trúc và chị Mỹ Dung đang ngồi trong một góc. Hình như họ đang nói về chuyện thời tiết. Thanh Trúc vừa nói vừa rùng vai. Dự báo nói tối nay gió lắm, nhiệt độ xuống dưới âm 40 lần đó chị. Chị Mỹ Dung co ro trong chiếc áo lạnh dày. À, nếu biết trước ở đây lạnh vậy, hồi trước chị xin đi Mỹ. Phượng Vũ đặt chiếc cặp táp xuống bàn, rồi chậm rãi cởi áo choàng, nàng đùa. Xứ lạnh tình nồng mà chị, nếu đi Mỹ làm sao chị quen được anh Nghiêm? Nồng đâu không thấy, thấy lạnh cống thôi. Phượng Vũ máng chiếc áo khoác vào lưng ghế, rồi ngồi nhẹ xuống. Nàng xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Bây giờ là giữa tháng 2, một trong hai tháng lạnh nhất của mùa đông. Nói đùa chọc chị Mỹ Dung cho vui vậy, chứ chính Phượng Vũ cũng cảm thấy sống ở đây lâu nhưng hình như nàng cũng không thể nào thích ứng nổi với mùa đông khắc nghiệt của xứ sở này. Kể cũng lạ, tuy ngán cái lạnh nhưng Phượng Vũ lại rất mê tuyết. Phượng Vũ nhớ ngày còn nhỏ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết là khi ba nàng dẫn mấy chị em đi xem phim Dr. Zhivago ở rạp Rex. Nguyên cuốn phim dài mà khi ra khỏi rạp, nàng chỉ nhớ mỗi một màu trắng tinh khiết của tuyết. Lúc đó Phượng Vũ chợt có một mơ ước được một lần đi dưới cơn mưa tuyết. Mơ ước mà với đầu óc non nớt của nàng lúc đó cũng biết là quá viển vông. Vậy mà đâu ai ngờ được, chưa đến 10 năm sau, mơ ước đó bỗng trở thành sự thật. Phượng Vũ còn nhớ nàng đã thực hiện mơ ước của mình ngay trận tuyết đầu tiên sau khi đặt chân đến Montreal. Năm đó, tuyết rơi hơi sớm, mới đầu tháng 11 mà trận tuyết đầu mùa đã đổ xuống thành phố. Phượng Vũ đã một mình lang thang trên những con đường quanh nhà dưới cơn mưa tuyết. Nhiệt độ không lạnh lắm, nên tuyết rơi thành từng bông thật to. Tuyết bám trên tóc, trên chiếc áo măng tô đen của nàng tạo nên một màu sắc tương phản, đẹp một cách lạ lùng. Phượng Vũ mê nhất là nhìn những bông tuyết trắng bám vào những cành cây trùi lá, và nhất là những cây thông xanh ngắt phủ đầy tuyết. Hình ảnh này luôn khiến nàng nghĩ đến những cây thông người ta trang hoàng trong nhà đêm Giáng sinh. Bây giờ, thỉnh thoảng Phượng Vũ cũng còn thích lang thang khi trời đổ tuyết, và mỗi khi ngắm tuyết rơi, Phượng Vũ vẫn cảm thấy lòng bồi hồi mà không hiểu tại sao. Thanh Trúc chợt chồm qua phía Phượng Vũ nói nhỏ. Anh chàng họ Sở hình như đã tìm được mục tiêu mới rồi. Cô nàng Lan Anh đó, thấy lúc nào họ cũng dính nhau như sam. Phượng Vũ nghe tim mình khó chịu. Từ sau khi có sự xuất hiện của Lan Anh, Hòa hầu như không còn để ý đến xung quanh nữa. Họ cùng phụ trách một lớp học. Nếu có nhiều chuyện cần bàn bạc trao đổi thì cũng hợp lý, nên chẳng ai thắc mắc nhiều. Vả lại, Phượng Vũ đã hỏi dò chú Sơn và biết được Lan Anh chính là cô gái mặc áo đỏ đi với Hòa hôm tết Tây. Họ quen nhau từ trung học nên có thân cũng là chuyện dĩ nhiên. Có lẽ Thanh Trúc và chị Mỹ Dung có ác cảm với Hòa vì nghe câu chuyện của Xuân Đào nên đã nhìn mọi việc với ánh mắt gay gắt hơn. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên vì hình như bây giờ nàng không còn ghét Hòa như trước nữa. Không biết tại sao, nàng cứ nghĩ là trong câu chuyện của Ngọc Loan kể có một uẩn khúc nào đó và Hòa không phải là thủ phạm về việc Xuân Đào. Phượng Vũ có ý chờ nghe chú Sơn giải thích, nhưng hình như Hòa đã không còn ý định này. Phượng Vũ cảm thấy không vui cũng đúng. Nàng cảm nhận được lúc trước Hòa có cảm tình với mình. Nếu không thì tại sao hôm đó Hòa lại lái xe theo nàng về nhà và bất ngờ hôn nàng như vậy? Rồi còn dòng chữ viết vội chúc Noel và vòng tay siết chặt
cùng những lời thì thầm đêm giao thừa. Vậy mà bước sang năm mới thì tất cả đã thay đổi. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Lan Anh? Hay là họ đang yêu nhau? Dù chưa xác định được cảm tình của mình dành cho Hòa có thật sự là tình yêu hay không, nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì tự ái. Đúng là tâm lý con gái, dẫu không thích người ta đi nữa, vẫn không muốn một người đang theo đuổi mình bỏ đi tán tỉnh một người con gái khác. Phượng Vũ tự biện hộ như vậy để cố gắng loại trừ giả thuyết mình đang ghen. Tuy nhiên, thái độ bất cần của Hòa lại khiến Phượng Vũ cố tìm mọi cách để biết sự thật. Hòa có nói chú Sơn biết rõ nên nàng định hỏi chú Sơn. Và Phượng Vũ nghĩ ra cách xin học đàn, mỗi tuần đến nhà chúng cháu họ và chờ cơ hội để hỏi. Phượng Vũ không thể dối lòng rằng nàng cũng mong đến đó sẽ được gặp Hòa thường xuyên hơn ở nhà chàng, và nhất là không có sự hiện diện của Lăng Anh bên cạnh như ở trường. Vậy mà thật đáng giận, mỗi khi nàng tới thường Hòa đều không có ở nhà. Phượng Vũ có cảm tưởng hình như Hòa cố tình tránh nàng. Sau cái tát lần đó, Phượng Vũ đã cố gắng cư xử hòa nhã với chàng lắm kia mà. Hôm tích tây, nàng cũng đã dịu dàng nói với chàng lời chúc mừng năm mới. Nàng cũng đứng im cho chàng ôm, chứ đâu có đẩy chàng ra. Vậy thì vì lẽ gì mà Hòa cố tình xa lánh nàng, nếu không phải vì sự xuất hiện của Lan Anh? Chú Sơn thì lại là một thầy giáo quá đỗi tận tâm, cho nên theo học đã một thời gian mà Phượng Vũ vẫn chưa tìm ra cơ hội để hỏi chú về chuyện Xuân Đào. Nàng vẫn nhớ thái độ khó chịu của chú Sơn khi nghe nhắc đến Xuân Đào lần trước, nên lại càng không đủ can đảm để đề cập đến. Chợt có tiếng thở dài của chị Mỹ Dung. Chị tin vào luật nhân quả, có vay thì có trả, chỉ là sớm muộn thôi Thanh Trúc à. Ngọc Loan vừa vào đến đang suýt xoa về lạnh. Thanh Trúc hỏi, sao trễ vậy cô nương? Ngọc Loan vừa cởi áo khoác ngoài vừa trả lời, trời lạnh quá, cái xe của Loan đậu ngoài đường đề hoài không nổ, tưởng hôm nay phải nghỉ rồi đó chứ. Rồi quay sang chị Mỹ Dung, Ngọc Loan hỏi, chị nói ai có vay có trả về chị Mỹ Dung? Chị Mỹ Dung không trả lời, chỉ hướng tia nhìn về phía Hòa và Lan Ạch đang ngồi trong góc. Ngọc Loan nhìn theo, à nhỏ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống và nói với giọng bức rứt. Tuần rồi Loan đến giúp dì dọn phòng của Xuân Đào mới khám phá ra một bí mật. Thì ra hôm nay mình đã hiểu lầm chú cháu của anh chàng Hòa rồi. Phượng Vũ nghe tim mình đập thật mạnh, nàng hỏi vội. Bí mật gì hả Loan? Hiểu lầm họ là sao? Loan nói nhỏ. Loan tình cờ đọc được quyển nhật ký của Xuân Đào mới biết câu chuyện hoàn toàn khác với những gì mình suy đoán. Thì ra Xuân Đào đi học khác, gặp phải yêu chú Sơn với mối tình đơn phương. Mối tình kéo dài 2 năm trời mà vẫn không được chú Sơn đáp lại. Rồi Xuân Đào tình cờ quen với một anh chàng có dáng dấp nghệ sĩ và giọng hát nồng nàn rất giống chú Sơn. Không biết anh ta tán tỉnh khéo léo cách nào mà Xuân Đào đã siêu lòng. Chính anh ta mới là người họ Sở. Chị Mỹ Dung hỏi, ủa, vậy sao Ngọc Loan nói là có mấy lần nhìn thấy Hòa đưa Xuân Đào về? Ngọc Loan chép miệng, bởi vậy mới có sự hiểu lầm đáng tiếc. Xuân Đào viết là cuối tuần thường đi theo ủng hộ ban nhạc của chú Sơn. Có khi khuya quá nên chú nhờ anh Hòa đưa Xuân Đào về dùm. Tội nghiệp anh ta, bị đám tụi mình rủa xả từ đầu niên học đến giờ. Thanh Trúc bỗng xen vào, còn tội nghiệp Phượng Vũ nữa chứ. Phượng Vũ mở to mắt, cái gì mà có dính dáng tới tôi nữa đây cô nương? Thanh Trúc nheo mắt, thì lúc đó tụi này cản duyên của Phượng Vũ đó, nhớ không? Nếu không phải tại Ngọc Loan hiểu lầm thì biết đâu giờ này người đang ngồi cạnh anh chàng là Phượng Vũ chứ không phải cô Lan Anh kia. Phượng Vũ đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì Ngọc Loan đã tiếp lời. Vậy để Ngọc Loan tìm cách chuộc lỗi, nối lại dây tơ cho đôi trẻ coi được không? Phượng Vũ đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp táp đánh trống lảng. Tới giờ lên lớp rồi kìa. Chị Mỹ Dung cũng vừa đứng dậy vừa cười. Nhìn Phượng Vũ mắc cỡ dễ thương ghê nơi, chị mà là đàn ông là chị theo tán liền. Phượng Vũ kéo tay chị Mỹ Dung. Chị xấu nha, đã không binh còn chọc em nữa.
Cả bọn cười xòa cùng bước đi. Phương Vũ liếc về phía Hòa, chàng vẫn đang chăm chú dán mắt vào tập sách trên bàn bên cạnh Lan Anh. Trái tim đang reo vui của nàng bỗng chợt như lạc nhịp. Phương Vũ buồn bã quay mặt, có phải đúng như lời Thanh Trúc nói hay không? Nếu không vì hiểu lầm thì hôm nay quan hệ giữa nàng và Hòa biết đâu đã tiến thêm một bước. Phương Vũ nghĩ mình sẽ tìm dịp để nói câu xin lỗi với Hòa. Dù sao nàng cũng cảm thấy thái độ buộc tội mà không cần nghe giải thích của nàng hôm trước là quá đáng. Phương Vũ đậu xe bên lề đường, tắt máy rồi bước xuống. Trong lối đậu xe chỉ có mỗi một chiếc xe của chú Sơn. Hòa lại không có ở nhà. Phương Vũ bỗng nghe một nỗi buồn bã và chán nản dâng lên trong lòng. Từ khi biết được mình buộc tội oan cho Hòa đến nay đã hơn một tháng, mà ý định nói xin lỗi với Hòa vẫn chưa thực hiện được. Điều này khiến Phương Vũ cứ cảm thấy rây rứt không yên. Không biết Phương Vũ thật sự cảm thấy hối hận với việc mình làm nên muốn nói lời xin lỗi, hay thật ra chỉ là một cái cớ để nàng có cơ hội nói chuyện với Hòa. Từ sau lần Hòa vội vàng buông nàng ra rồi lẳng lặng bỏ đi trong đêm văn nghệ cuối năm đến nay, hình như Phượng Vũ chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với chàng. Sau khi biết mình đã nghĩ sai về Hòa, Phượng Vũ càng nghĩ về chàng nhiều hơn nữa. Nàng tự trách mình hồ đồ, hôm đó không chịu nghe Hòa giải thích. Phượng Vũ thở dài, đưa tay bấm chuông. Nàng chợt có ý định là học hết tháng này rồi nàng sẽ không tiếp tục đến đây học đàn nữa. Câu chuyện về Xuân Đào tuy chưa có dịp để hỏi chú Sơn, nhưng nàng đã hiểu rõ. Hòa đã chẳng bao giờ có mặt ở nhà, thì Phượng Vũ còn tiếp tục đến để làm gì? Học guitar đâu phải là mục đích chính của nàng. Ngay từ nhỏ, Phượng Vũ đã biết mình không có chút năng khiếu nào về âm nhạc. Trong quá khứ, nàng cũng đã từng thử học guitar, học keyboard, học hát, nhưng cuối cùng rồi chẳng học nên được thứ nào. Phượng Vũ đâu phải ngu lắm, vậy mà không hiểu tại sao học hoài cũng chẳng vào đầu. Phượng Vũ uể oải ôm cây guitar và ôm lại những hợp âm mà chú Sơn đã dạy cho nàng tuần trước. Hôm nay tâm trạng không được vui nên tiếng đàn của nàng rời rạc, nghe chắc chẳng giống ai. Điều này chắc chú Sơn cũng đã nhận ra, nên có vài lần Phượng Vũ bắt gặp ánh mắt của chú nhìn mình dò hỏi. Nhìn ánh mắt của chú, tự dưng Phượng Vũ muốn khóc quá thể. Nàng biết chú Sơn đã đoán ra từ lâu mục đích của Phượng Vũ đến đây không phải để học đàn. Vậy mà chú vẫn tận tâm chỉ dạy cho nàng mà không hề thắc mắc. Khẽ cắn môi để dằn cơn xúc động, Phượng Vũ cúi mặt nhìn vào phím đàn để điều khiển mấy ngón tay đặt đúng vị trí của hợp âm F, cái hợp âm mà nàng ghét nhất vì tập hoài cũng bấm sai hoài. Phượng Vũ cố gắng tập trung để đừng suy nghĩ vơ vẩn nữa. Chợt phực một tiếng, sợi dây đàn nhỏ nhất đứt ngang và bắn nhẹ vào bàn tay nàng. Phượng Vũ sợ điếng hồn và tuy không cảm thấy đau lắm, nhưng không hiểu tại sao nàng lại bật khóc ngon lành. Chú Sơn bỏ cái laptop, chạy vội đến bên Phượng Vũ. Giọng chú hơi hốt hoảng, có lẽ vì nghe Phượng Vũ khóc. Sao vậy Phượng Vũ, bị dây đàn bắn vào mặt hả? Rồi chú cúi xuống, đau ở đâu, đưa chú coi. Phượng Vũ lắc đầu, giọng sũng nước, không có trúng mặt, bị bắn vào tay thôi. Chú Sơn thở ra, trời, làm chú hết hồn, nghe Phượng Vũ khóc chú tưởng bị đau lắm. Phượng Vũ vẫn túc tích khóc không trả lời. Chú Sơn ngồi xuống cạnh nàng, giọng điềm đạm. Thật ra có chuyện gì hả Phượng Vũ? Từ lúc vào đến giờ chú đã nhìn thấy Phượng Vũ không vui, rồi còn xin nghỉ học, nhưng chú không tiện hỏi. Có phải chú đã làm gì khiến Phượng Vũ buồn không? Phượng Vũ lắc đầu. Dạ không, chú là thầy giáo tốt, chỉ tại cháu có chút chuyện riêng. Chú Sơn đưa vào tay nàng tờ khăn giấy, dịu dàng. Nếu là chuyện riêng thì chú không dám hỏi, nhưng nếu cần chú giúp gì thì cứ nói, chú rất sẵn sàng. Chú cũng đã qua thời tuổi trẻ nên rất hiểu tâm lý các cô cậu. Chú coi Phượng Vũ như Hòa vậy, đừng ngại gì cả. Nghe chú Sơn nhắc đến tên Hòa, Phượng Vũ vừa dằn được cơn xúc động lại tiếp tục rơi nước mắt. Giọng nói thật tình của chú khiến Phượng Vũ càng thêm mũi lòng.
Bao nhiêu ấm ức mà nàng giữ trong lòng bấy lâu nay, không nói được với ai, khiến Phượng Vũ cảm thấy khó chịu. Nàng suy nghĩ một chút và quyết định nói thật hết với chú Sơn. Không hiểu tại sao nơi chú, Phượng Vũ tìm được một cảm giác thân thiết, tin tưởng và muốn gửi gắm tâm sự. Có phải chăng tại vì chú là chú của họ? Phượng Vũ ngước nhìn, ánh mắt bao dung của chú Sơn đang nhìn nàng như chờ đợi và khuyến khích. Phượng Vũ ấp úng, mở lời bằng một câu không đầu không đuôi. Tại anh Hòa đó. Chú Sơn ngạc nhiên. Hòa nó làm gì? Phượng Vũ lựa lời một cách khó khăn. Thật ra những chuyện này không dễ nói chút nào, nhất là chú Sơn lại là đàn ông. Chẳng lẽ nói với chú là Hòa không thèm nhìn ngó gì đến nàng nên nàng buồn sao? Như vậy thì chú sẽ cười nàng mất. Hay là nói nàng buồn vì ghen với Lan Anh? Càng kỳ cục hơn. Cuối cùng, Phượng Vũ đành cúi mặt lý nhí. Anh không thèm đếm xỉa đến cháu. Phượng Vũ nói nhỏ quá nên chú Sơn phải cúi xuống kề tai gần nàng để nghe cho rõ. Vừa lúc đó, chợt có tiếng động ở cầu thang. Phượng Vũ nhìn lên và bắt gặp Hòa đang đứng im, mở to mắt nhìn về phía chú Sơn và nàng. Chú Sơn ngồi thẳng dậy, Phượng Vũ đưa tờ khăn giấy lên lau vội đôi mắt còn ướt. Hình như mọi việc bất ngờ quá nên cả ba đều không biết nói gì. Cuối cùng, Phượng Vũ nghe tiếng Hòa. Xin lỗi, cháu tưởng Phượng Vũ về rồi. Hai người cứ tiếp tục, cháu trở lên nhà. Không biết Phượng Vũ có lầm lẫn hay không, khi nàng nghe giọng Hòa nhún vẻ buồn và chịu đựng. Nàng nhìn theo Hòa và định bụng, chút nữa trước khi về thế nào cũng phải tìm chàng và sẽ nói hết những gì muốn nói. Hòa ngã dài trên giường, cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến tận cùng. Đã cố gắng tránh mà vẫn bị bắt gặp cảnh thân mật giữa chú Sơn và Phượng Vũ. Không hiểu tại sao hôm nay Phượng Vũ về trễ hơn mọi lần. Hình như nàng đang khóc, chẳng lẽ nàng có chuyện gì sao? Hòa lắc đầu để ngăn không cho ý tưởng mình đi xa hơn. Chàng cắn răng, nhất định không được nghĩ đến nàng. Hòa đứng dậy, chàng biết nếu mình không tìm một việc gì để làm thì mình sẽ bị nổ tung mất. Chàng mặc áo, bước ra đường và quyết định mở vòi nước rửa xe. Bây giờ mới là đầu tháng 4, trời vẫn còn se lạnh, tuy tuyết đã tan gần hết. Hôm nay nhờ có nắng ấm, nếu không có ai nhìn thấy chắc sẽ cho rằng mình điên. Hòa tự cười như để mỉa mai mình. Tim chàng đang nóng như có lửa, cái lạnh đầu xuân này mà thấm thía gì. Hòa hít sáo một bản nhạc vui để trấn áp những ý tưởng về Phượng Vũ đang quay cuồng trong óc. Vậy mà rồi không nén được, Hòa nhìn đồng hồ tay. Đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Phượng Vũ ra về. Họ làm gì ở dưới nhỉ? Lắc đầu, Hòa hướng vòi nước vào mấy cái bánh xe để xịt cho sạch hết màu trắng của muối tuyết còn bám trên đó. Hình ảnh của Phượng Vũ, tiếng cười giọng nói của nàng vẫn lởn vởn trong đầu. Hòa nghiến răng, xịt mạnh hơn, khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh. Đang trút hết cơn bực bội vào mấy cái bánh xe, chợt Hòa nhìn thấy Phượng Vũ đang bước đi về phía chàng. Hòa giật mình buông tay, nhưng đã muộn, mấy tia nước cuối cùng đã bắn trúng người nàng. Phượng Vũ đứng lại, chiếc áo khoác bị thấm nước ướt một bên vạt, một phần mái tóc và khuôn mặt của nàng cũng bị ướt. Hòa buông vội vòi nước xuống đất, bước đến gần nàng. Oh sorry, tôi không nhìn thấy Phượng Vũ đi đến. Anh rửa xe chăm chú quá, tôi gọi mấy lần cũng không nghe nên đành bước tới gần để gọi. Phượng Vũ vừa nói vừa nghiêng đầu, lắc nhẹ mái tóc cho nước rơi xuống. Hòa mở cửa xe, rút vội mấy tờ khăn giấy trong hộp đưa cho Phượng Vũ. Nàng đã cúi xuống giũ chiếc áo khoác nên không nhìn thấy. Hòa bước tới cạnh nàng, Phượng Vũ ngước lên, chạm ngay ánh mắt của chàng. Ánh mắt giống y hệt ánh mắt Hòa đã nhìn nàng ngày đầu tiên họ gặp nhau. Và cảm giác rung động của Phượng Vũ cũng vẫn như ngày đó. Họ cùng đứng yên, mắt đắm chìm trong mắt. Rồi Hòa bước đến gần nàng hơn, mắt vẫn không rời khuôn mặt nàng. Rồi chàng nói nhỏ, giọng êm như ru. Mặt em bị ướt hết rồi. Phượng Vũ đứng yên không có phản ứng.
Hình như nàng đã bị ánh mắt gia tình và giọng nói nồng nàn của Hòa hốt hồn. Rồi Hòa từ từ đưa một tay, nâng khẽ cầm Phượng Vũ, tay kia chậm nhẹ những giọt nước còn đọng trên mái tóc, trên khuôn mặt nàng bằng mấy tờ khăn giấy. Chàng dịu dàng và âu yếm, bàn tay thật gượng nhẹ như sợ sẽ làm đau nàng. Nước hình như đã được lau sạch, nhưng Hòa vẫn chưa rút tay về. Ánh mắt chàng chìm đắm như chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Thời gian ngưng động, rồi Hòa nhìn thấy đôi môi cong cong của Phượng Vũ mấp máy, giọng nàng thật khẽ. Xin lỗi anh. Hòa mơ màng. Xin lỗi anh chuyện gì? Giọng Phượng Vũ hơi bối rối. Chuyện về Xuân Đào hôm trước đã hiểu lầm anh. Câu nói của Phượng Vũ khiến Hòa như chợt tỉnh. Chàng rời tay khỏi khuôn mặt nàng và thu ánh mắt về. Cảnh tượng thân mật mà lúc nãy tình cờ nhìn thấy lại trở về trong trí. Họ gần gũi thân thiết như vậy, có lẽ chú Sơn đã kể mọi chuyện cho nàng nghe, nên nàng mới hiểu. Hòa lắc đầu, giọng buồn bã. Phượng Vũ đừng bận tâm, chuyện đó đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Phượng Vũ như hụt hẫng vì thái độ thay đổi bất chợt của Hòa. Ý của anh là... Hòa cúi xuống cầm cái vòi nước, vừa cuốn lại cho gọn gàng vừa nói chậm rãi. Hoàn cảnh hôm nay đã khác với hôm đó, tôi xấu hay tốt trong mắt Phượng Vũ cũng đâu có gì khác biệt. Phượng Vũ cảm nhận được sự chua chát trong giọng nói của Hòa, nhưng nàng không hiểu tại sao. Hòa nói vậy là có ý gì? Hoàn cảnh đổi khác là sao? Nàng định hỏi, nhưng chưa kịp nói thì bỗng nghe có tiếng con gái gọi. Anh Hòa ơi! Phượng Vũ và Hòa cùng nhìn ra. Lăng Anh đang xuống xe bước về phía họ. Lăng Anh gật đầu chào Phượng Vũ. Chào chị, gặp chị trong trường hoài mà chưa có dịp làm quen. Theo phép lịch sự, Hòa giới thiệu. Phượng Vũ, cô giáo lớp 1. Còn Lăng Anh chắc Phượng Vũ biết rồi. Phượng Vũ nở nụ cười xã giao. Chào Lăng Anh. Hòa hỏi, Lăng Anh đi đâu vậy? Giọng Lăng Anh nhanh nhẩu. Anh có rảnh không? Định nhờ anh đi với Lăng Anh ra Best Buy chút. Cái laptop của Lăng Anh bị hư rồi, muốn mua cái khác. Anh rành về máy nên định nhờ anh chọn giúp. Gọi xe phone cho anh hoài không được nên Lăng Anh ghé đại. May mà gặp anh. Anh đang rửa xe nên không mang phone theo. Lăng Anh nhìn Phượng Vũ ngại ngần. Nếu anh bận thì thôi, Lăng Anh đi coi trước một mình cũng được, hôm khác mới nhờ anh. Hòa lắc đầu. Anh đâu có bận gì, chờ anh vào lấy ví rồi đi. Phượng Vũ tự cảm thấy mình thừa thãi nên từ giã Hòa và Lăng Anh. Cảm giác của nàng bây giờ không còn là ghen tuông hay ganh tị nữa, mà là chấp nhận. Ý của Hòa đã rất rõ ràng. Người mà chàng chọn là Lăng Anh chứ không phải nàng. Trên đường lái xe về nhà, Phượng Vũ suy nghĩ mãi về thái độ của Hòa mà vẫn không thể nào hiểu được. Ánh mắt và hành động của Hòa khi lau mặt cho nàng lúc nãy quả thật là đầy tình cảm. Vậy mà nàng vừa nói câu xin lỗi là Hòa đã giống như trở thành người khác. Chẳng lẽ Phượng Vũ nhắc lại chuyện nàng buộc tội Hòa hôm đó khiến chàng nhớ lại và giận nàng sao? Không có lý nào, Hòa đã nói đối với chàng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì hoàn cảnh hôm nay đã đổi khác. Phượng Vũ quả thật không hiểu nổi Hòa muốn ám chỉ điều gì. Rồi sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Anh và thái độ bỏ rơi nàng để săn đón Lăng Anh của Hòa. Phượng Vũ như đã nhìn thấy chút ánh sáng. Có lẽ hoàn cảnh đổi khác mà Hòa muốn nói ở đây là sự xuất hiện của Lăng Anh giữa chàng và nàng. Và Hòa đã chọn Lăng Anh, cho nên dù Phượng Vũ có nghĩ xấu về chàng cũng không sao cả. Phượng Vũ cảm thấy thật buồn. Có lẽ nàng và Hòa đang cùng đi trên hai con đường song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ đến gần bên nhau được. Hay là tại nàng cao số nên dù có tìm được người mình thích rồi cũng không có cơ hội để tiến tới với người ta. Phượng Vũ thở dài. Nàng đã quá mỏi mệt. Nếu quả thật thứ tình cảm mơ hồ mà nàng dành cho Hòa là tình yêu thì Phượng Vũ thà không bước vào. Mới ngấp nghé ở ngưỡng cửa thôi mà đã nghe khổ sở như vậy, bước vào rồi chắc còn thê thảm hơn. Từ bao nhiêu năm nay,
Phương Vũ sống không có tình yêu cũng đâu có sao. Bây giờ sao không tiếp tục như vậy mà cứ muốn thay đổi chứ? Phương Vũ tạm chấp nhận ý tưởng này, lòng nàng cảm thấy thanh thản hơn một chút. Lời xin lỗi cũng đã nói được với Hòa, vậy thì đâu còn gì để nàng phải rây rứt nữa. Hãy trả Hòa về quá khứ, hãy trở lại là một Phượng Vũ ngang tàn ngổ ngáo của ngày xưa. Chương cuối. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Hòa đứng dậy định đi vào phòng, thì chú Sơn nói, giọng có vẻ nghiêm trang. Chú có chuyện muốn hỏi Hòa. Hòa ngồi trở xuống, chú Sơn nhìn Hòa. Hòa có chuyện gì buồn? Hay giận chú điều gì? Hòa lắc đầu. Đâu có, sao chú hỏi vậy? Chú Sơn trầm ngâm. Tại chú thấy chiều giờ Hòa có vẻ không vui và lại hay tránh nhìn chú. Rồi chú Sơn chợt hỏi. Hòa có muốn biết chiều nay Phượng Vũ nói gì với chú không? Hòa lắc đầu. Chuyện riêng của chú, cháu không muốn tò mò. Có liên quan tới Hòa làm sao là chuyện riêng của chú được? Hòa ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt chú Sơn có vẻ trêu chọc. Phượng Vũ còn trẻ và không hiểu Hòa nhiều nên không nhìn ra, chứ chú thì hồi chiều này chỉ nhìn thoáng qua đã biết. Hòa nhướng mày. Chú biết cái gì? Chú Sơn cười nhẹ. Biết trên trán Hòa đang khắc chữ ghen. Hòa đang ghen với chú vì tưởng Phượng Vũ thích chú, đúng không? Hòa xấu hổ vì bị chú Sơn nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố chống chế. Phương Vũ thích ai mặc kệ cô ta chứ, cháu đâu thèm ghen. Giọng chú Sơn vẫn lững lờ. Vậy nếu chú nói Phương Vũ yêu Hòa thì Hòa cũng mặc kệ luôn sao? Tim Hòa hình như vừa đập hụt một nhịp. Phương Vũ nói với chú như vậy? Chú Sơn lắc đầu. Phương Vũ không có nói, chỉ là chú đoán. Hòa thở ra. Vậy thì chưa chắc trúng. Nhưng có một điều chắc chắn đúng. Biết là chú Sơn cố tình úp mở để trêu mình nên Hòa ngồi im không hỏi tới. Chú Sơn cũng không nói tiếp mà chăm chú nhìn vào chiếc tivi kê trong góc, giả vờ như đang theo dõi phần tin tức. Hòa biết là mình sẽ chịu thua chú Sơn như từ trước đến giờ. Chú Sơn sống với Hòa từ nhỏ nên hiểu Hòa rất rõ. Ngay cả việc Hòa ghen mà chú cũng đã nhận ra liền. Hòa biết nếu mình không hỏi chú sẽ im luôn nên đành lên tiếng. Điều gì đúng à chú? Chú Sơn quay lại nhìn Hòa. Ủa sao Hòa nói mặc kệ? Rồi biết trêu Hòa như vậy đã đủ nên chú Sơn cười xòa và nói. Điều chắc chắn đúng là Phượng Vũ đang mang cùng chứng bệnh như Hòa. Cháu đâu có bệnh. Chú Sơn lấp lửng. Có chứ, bệnh nặng nữa là khác. Hòa quay mặt. Chú không nói thì thôi, cháu đi ngủ đây. Biết ông cháu quý đã hờn mát nên chú Sơn buông từng chữ một. Là bệnh ghen đó. Chú nói Phượng Vũ ghen, ghen với ai? Thì Lan Anh chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng cháu và Lan Anh đâu có gì. Ở trong trường Hòa làm gì khiến người ta hiểu lầm chú làm sao biết được. Chú đã nói hết những gì chú biết cho Hòa nghe. Phần còn lại là phải coi Hòa có đủ bản lãnh hay không. Phượng Vũ coi vậy chứ không dễ như những người con gái khác. Chú đoán Hòa còn phải khổ dài dài. Hòa thở dài. Cháu biết chứ, và hình như đã bắt đầu khổ rồi. Rồi Hòa ngập ngừng nhìn chú Sơn. Mà chú thật không thích Phượng Vũ chút nào sao? Chú Sơn nheo mắt. Ai nói chú không thích? Nếu không thích tại sao khi Phượng Vũ vừa nói muốn học đàn thì dù không rảnh chú vẫn cố sắp xếp giờ học cho Phượng Vũ. Và dù biết là mục đích của Phượng Vũ đến đây không phải để học đàn, chú vẫn giả vờ như không biết, còn hết lòng chỉ dạy. Rồi khi thấy Phượng Vũ không được vui, chú đã chịu khó ngồi nghe tâm sự và giúp gỡ rối tơ lòng. Giọng Hòa buồn buồn. Vậy tức là cháu đoán không sai. Chú Sơn nhìn Hòa. Hòa đoán những gì? Hòa hơi lúng túng. Thì đoán là chú có cảm tình với Phượng Vũ. Chú Sơn gật gù. Hòa đoán đúng lắm. Đúng là chú có cảm tình với Phượng Vũ.
Và tình cảm này cũng giống như tình cảm của chú dành cho Hòa vậy. Chú nói đầy nghĩa là sao? Chú Sơn cười lớn. Sao hôm nay Hòa khờ vậy? Chú nói rõ vậy còn không hiểu. Thật lòng mà nói, thì ngoài khuôn mặt dễ nhìn và dáng dấp trẻ trung, cái bản tính ngang tàn của Phượng Vũ cũng rất dễ kích thích sự chinh phục ở những người đàn ông tự tin, nếu không muốn nói là tự cao như chú cháu mình. Chú Sơn vừa nói vừa nháy mắt trêu Hòa. Bởi vậy lúc đầu chú cũng có bị Phượng Vũ cuốn hút. Hòa không ngăn được tò mò. Rồi sau đó thì sao hả chú? Chú Sơn nhìn Hòa. Dĩ nhiên lúc đó chú cũng có ý định thử xem sức quyến rũ của mình ra sao. Vậy chú có thử không? Chú Sơn lắc đầu. Chú chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Phượng Vũ gọi bằng chú rồi, làm sao dám thử? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hòa, chú Sơn lại cười. Hòa vẫn chưa hiểu sao, tại sao những giáo viên khác gọi chú bằng anh, trong khi Phượng Vũ lại gọi chú bằng chú. Thì chắc tại Phượng Vũ nghe cháu gọi nên gọi theo. Chú Sơn búng hai ngón tay vào nhau kêu cái trốc. Đúng vậy, chú bắt đầu nhận ra Phượng Vũ có cảm tình với Hòa từ lúc đó. Hòa chợt hiểu và thâm phục sự nhận xét và phán đoán của chú Sơn. Chú nói tiếp. Lúc đó chú cũng chưa chắc chắn lắm. Cho đến khi Phượng Vũ xin học đàn, mỗi lần đến đây chú để ý thấy Phượng Vũ đều có ý nghe ngóng và chờ đợi Hòa. Và khi biết Hòa không có ở nhà thì Phượng Vũ không giấu được vẻ thất vọng. Cho đến hôm nay thì Phượng Vũ nói với chú là muốn tìm dịp để xin lỗi Hòa về chuyện hiểu lầm gì đó. Nhưng không được vì bên cạnh Hòa lúc nào cũng có Lan Anh. Hòa nghe tim mình reo vui, chẳng chờ hối hận vì lúc chiều đã cố tình làm ra vẻ lạnh lùng với Phượng Vũ và bỏ mặc nàng để đi với Lan Anh. Có lẽ Phượng Vũ đã giận và buồn chàng lắm. Hòa tự nhủ lòng ngày mai khi đi dạy tiếng Việt chàng sẽ gặp và nói chuyện với Phượng Vũ để làm sáng tỏ tất cả những hiểu lầm giữa họ. Nhưng rồi mọi việc không dễ dàng và đơn giản như Hòa nghĩ. Câu ngạn ngữ Pháp theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo thật chính xác nếu đem áp dụng vào trường hợp của Phượng Vũ và Hòa. Nghĩ như Phượng Vũ có lẽ đúng, hình như họ chẳng có duyên nên cứ một người muốn tiến tới thì người kia lại quay lưng và ngược lại. Đã 2 tuần lễ trôi qua mà Hòa vẫn chưa tìm ra cơ hội gặp riêng Phượng Vũ để nói chuyện. 2 buổi chiều thứ 7 Hòa cố tình ở nhà đợi, nhưng nàng đã chẳng tới học đàn. Mấy buổi dạy tiếng Việt Hòa cũng không có dịp để nói chuyện với nàng. Hòa có cảm tưởng hình như Phượng Vũ đang cố tình tránh mặt chàng. Phượng Vũ ngần ngừ một chút rồi đưa tay bấm chuông. Hôm nay là buổi học đàn cuối cùng của nàng ở nhà chú Sơn. 2 tuần vừa qua Phượng Vũ viện cớ mệt nên đã không đến học. Dù trong lòng không muốn trở lại đây thêm một lần nào nữa, nhưng Phượng Vũ biết mình không thể xử sự một cách trẻ con như vậy. Chú Sơn lúc nào cũng đối xử với nàng hết lòng. Phượng Vũ nghĩ trước khi nghỉ luôn, mình nên đến để nói lời cảm ơn với chú. Nhìn chiếc xe màu đỏ của Hòa nằm ngoan ngoãn trước nhà, bên cạnh xe của chú Sơn, Phượng Vũ cảm thấy hơi bất ngờ với ý nghĩ hôm nay Hòa có mặt ở nhà. Phượng Vũ mơ màng nhớ lại cảm giác của hôm trước khi Hòa lỡ tay xịt nước làm ướt nàng. Ánh mắt ấm áp và thái độ dịu dàng của chàng khi lau nhẹ những giọt nước trên mặt nàng hôm đó, bây giờ nghĩ lại Phượng Vũ vẫn còn cảm thấy tim mình rung động. Cùng một lúc, vòng tay siết chặt đêm giao thừa và nụ hôn gần như cưỡng bức của đêm nào cũng trở về trong trí nhớ, khiến tâm trí Phượng Vũ trở nên mơ hồ. Nàng tựa nhẹ người vào tường, khép nhẹ mắt, buông thả cho cảm giác trôi bền bồng. Sao lại có thể như vậy được? Nụ hôn đó, vòng tay đó, ánh mắt đó, lời nói đó, thái độ đó rõ ràng đã gián tiếp biểu lộ tình cảm của chàng dành cho nàng. Vậy mà khi Phượng Vũ sẵn sàng tiếp nhận thì tại sao chàng lại lạnh lùng quay đi? Nàng thật vẫn không thể nào hiểu được. Có tiếng mở cửa, Phượng Vũ vội đứng thẳng dậy, thở ra một hơi dài như để xua đi những ý tưởng lộn xộn trong đầu. Cánh cửa mở nhẹ và Phượng Vũ ngạc nhiên xiết bao khi nhìn thấy khuôn mặt của Hòa hiện ra. Đang nghĩ về chàng thì chàng xuất hiện, khiến Phượng Vũ mất hẳn bình tĩnh. Nàng buộc miệng.
sao lại là anh? Hòa nhìn xoáy vào mắt nàng. Sao không thể là anh? Ánh mắt họ giao nhau. Phượng Vũ cố gắng nhưng không thể điều khiển được mình nhìn đi chỗ khác. Và Phượng Vũ mơ hồ nhận ra trong ánh mắt ấm áp kia hôm nay hình như có pha thêm một chút âu yếm và tình tứ. Phượng Vũ cố trấn tĩnh, quả tim đang đập sai nhịp của mình. Nàng nhủ thầm, có lẽ mình lầm. Nhưng không, Phượng Vũ nhận ra ngay mình không hề lầm lẫn, vì cả cái câu chàng vừa nói ra cũng nhẹ nhàng và êm ái làm sao. Chàng đang xưng anh với nàng. Phượng Vũ nghe lòng mình dịu lại, không ngờ người đàn ông quen biết chưa lâu kia lại có thể chi phối nàng đến như vậy. Phượng Vũ chớp mắt lúng túng. Không, tại thường thấy anh không có ở nhà. Hòa đứng lách sang một bên cho Phượng Vũ bước vào. Mùi hương dịu dịu thoang thoảng len nhẹ vào khứu giác. Hòa hít vào thật khẽ và cảm thấy tình cảm trong lòng dâng lên dào dạt. Người con gái này khiến chàng rung động biết bao. Hòa bước đến, đỡ lấy chiếc áo khoác Phượng Vũ vừa cởi ra và treo vào trong tủ. Chàng nói, Phượng Vũ lên nhà đi, phía Sơn đang ở trên đó. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng không có thì giờ để hỏi. Mùi cà phê thơm lừng từ trên nhà bay xuống. Lên hết cầu thang, Phượng Vũ nhìn thấy chú Sơn đang loay hoay trong bếp. Nàng hít hà. Chào chú, cà phê thơm quá. Chú Sơn bước ra, trên tay là bình cà phê. Phượng Vũ đến rồi à? Có người bạn đi du lịch Brazil về cho một ít cà phê. Chú pha một bình để chúng ta vừa thưởng thức vừa nói chuyện. Phượng Vũ theo chú Sơn ra phòng khách, ghé ngồi xuống sofa. Chú Sơn đặt bình cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hòa bước ra, trên tay là cái khay với ba cái tách và đường sữa lỉnh kỉnh. Chú Sơn bảo Hòa. Hòa cũng ngồi xuống đó, hôm nay chú muốn nói chuyện với hai đứa. Phượng Vũ ngạc nhiên nhìn chú Sơn, thái độ nghiêm trang của chú khiến nàng hơi lấy làm lạ. Giọng điệu của chú có vẻ như sắp sửa giảng moral vậy. Nhưng tại sao lại có dính dáng đến nàng cơ chứ? Chỉ có Hòa mới là cháu của chú thôi mà, nàng đâu phải. Hòa đã ghé ngồi xuống bên cạnh Phượng Vũ, chàng rót cà phê ra ba cái tách. Phượng Vũ nhìn quanh và nhận thấy tuy không có đàn bà, nhưng nhà cửa cũng khá gọn gàng, vén khéo. Tuy đến đây học mỗi tuần, nhưng lần này mới là lần đầu nàng lên tầng trên và có dịp quan sát nơi ăn chốn ở của hai chú cháu Hòa. Chú Sơn cho đường vào tách cà phê của mình, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi bưng lên hớp từng hớp nhỏ. Hòa đang giúp Phượng Vũ cho đường và sữa vào tách của nàng. Anh chàng cũng ga lăng lắm chứ, Phượng Vũ nghĩ thầm. Nàng nhìn chàng nói nhỏ, cảm ơn anh. Hòa mỉm cười với nàng. Phượng Vũ chợt cảm thấy lòng mình êm ả lạ, hình như có một sự thay đổi mơ hồ giữa quan hệ của họ, kể cả chú Sơn, nhưng nàng chưa xác định được là gì. Khi ngước lên, Phượng Vũ bắt gặp ánh mắt của chú Sơn chăm chú theo dõi nàng và Hòa. Tự dưng Phượng Vũ hơi xấu hổ, lần trước buồn quá nên kể lại với chú. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng chẳng biết chú có suy đoán thêm gì không mà hôm nay lại đối xử với nàng một cách khác thường như vậy. Phượng Vũ bối rối, cúi nhìn tách cà phê trên tay, chẳng biết chú muốn nói gì với Hòa và nàng. Chú Sơn đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ hắn giọng, chú bắt đầu nói. Nói thật, nhìn Phượng Vũ và Hòa bây giờ, chú thấy thật giống tuổi trẻ của chú ngày xưa. Lẽ ra, chuyện riêng của hai đứa, chú không tiện xen vào. Nhưng chú nhận thấy cả hai đều có cá tính mạnh và tự ái cao. Rất có thể hai đứa sẽ đi theo con đường của chú ngày trước. Lúc đó, dù chú có muốn giúp cũng đã muộn. Vì vậy, hôm nay chú quyết định kể cho Phượng Vũ và Hòa nghe câu chuyện riêng của chú. Lẽ ra chú định giữ câu chuyện này trong lòng một mình, nhưng chú cảm thấy như vậy là ích kỷ, vì biết đâu câu chuyện này sẽ giúp ích được cho Phượng Vũ và Hòa. Hòa và Phượng Vũ đều cảm thấy tầm mức quan trọng của câu chuyện chú Sơn sắp kể, nên cả hai cùng ngồi thẳng dậy chăm chú lắng nghe. Chú Sơn có vẻ hài lòng khi nhìn thấy độ nghiêm chỉnh của họ. Bằng một giọng đều đều, chú Sơn bắt đầu kể. Khoảng thời gian trước khi rời Việt Nam chắc Hòa còn nhớ, chú có rất nhiều bạn bè, nhất là bạn gái. Trong số đó, chú có cảm tình đặc biệt với một cô,
tên là Hoàng Yến. Hoàng Yến là một cô gái tài sắc vẹn toàn và lại là con nhà giàu, cho nên được rất nhiều người đeo đuổi. Tuy có cảm tình với cô ta, nhưng với bản tính tự phụ ngang tàn của tuổi trẻ, thấy Hoàng Yến càng được nhiều người theo thì chú lại càng tránh ra xa, nhất định không để mình trở thành cái đuôi của cô ấy. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Yến đặc biệt để ý đến chú. Rồi từ để ý, cô ta dần dần có cảm tình với chú. Điều này chú cảm nhận được ngay. Lúc đó, thay vì tiến tới để tỏ lòng với cô ta, thì chú lại háo thắng, cứ giả vờ, làm ra vẻ như mình không hề bị cô ta quyến rũ. Hoàng Yến cũng là một cô gái có cá tính mạnh và tự ái rất cao, cho nên thấy chú phớt lờ, cô ta đã giận lắm và không thèm đếm xỉa đến chú nữa. Chuyện giữa chú và Hoàng Yến còn đang dùng dằng chưa ngã ngủ thì xảy ra biến cố 75. Chú đi luôn một mạch xa cô ấy đến nửa vòng trái đất. Những ngày đầu tiên mới định cư ở Canada vừa lạnh vừa buồn. Lúc đó, chú mới cảm thấy nhớ thương da diết và hối hận mình đã vì chút tự cao của tuổi trẻ mà bỏ qua cơ hội tỏ lòng với người mình thương. Giờ không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Chú viết thư gửi về cho Hoàng Yến và được thư trả lời mới biết cô ấy cũng đang có cùng tâm trạng với chú. Lần này, chú đã chín chắn hơn nhiều, cho nên chú đã không ngại ngần bày tỏ lòng mình và dĩ nhiên chú được Hoàng Yến đáp lại. Tình yêu lớn dần theo những cánh thư, nhưng giấc mộng trùng phùng thì lại có vẻ xa vời quá. Hoàng Yến có nghĩ đến chuyện vượt biên nhưng chú không cho. Chú không muốn người mình yêu gặp bất cứ một bất trắc nào. Thời gian dần trôi, giấc mơ hồi hương của những người bỏ xứ ra đi như chú tưởng chừng như không bao giờ thực hiện được, bỗng một sớm một chiều trở thành sự thật. Vào cuối thập niên 80, người ta đã bắt đầu lục đục trở về. Hoàng Yến mừng lắm, cô ta đã hơn 30, cha mẹ sốt ruột cứ thúc hối lập gia đình. Hoàng Yến muốn chú trở về làm đám cưới rồi bảo lãnh cô ấy sang đây. Dĩ nhiên là chú cũng muốn như vậy lắm chứ. Kẹt, cái lúc đó chưa ai biết mọi việc sẽ như thế nào. Những người trở về đa số là người lớn tuổi, chứ thanh niên trai tráng vẫn còn dè dặt. Cho nên gia đình chú nhất định ngăn cản sự trở về của chú. Họ bảo chờ thêm một thời gian nữa cho chắc ăn. Khổ nỗi, gia đình của Hoàng Yến không hiểu giùm chú điều này. Một buổi tối, bị gia đình ép quá nên Hoàng Yến gọi điện thoại qua cho chú, ra tối hậu thư. Nếu trong vòng 3 tháng chú không về, cô ta sẽ đi lấy chồng. Chú giải thích hoài không được, nên hai bên đã gây gỗ một trận. Hoàng Yến trong cơn nóng giận đã nói vài câu chạm tự ái chú, khiến chú giận quá, cúp phone. Một tuần sau đó, chú nguôi giận, suy nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi, cho nên gọi điện thoại về, định làm lành thì không gặp được Hoàng Yến. Người nhà của cô ấy bảo chú đừng làm phiền cô ta nữa, cô ta sắp đám cưới rồi. Chú tưởng họ vì giận quá nên mới nói như vậy, nhưng không phải. Một tháng sau, chú nhận được thiệp cưới của Hoàng Yến, gửi qua bưu điện. Mỉa mai thay, lúc đó chú vừa xin được visa để trở về Việt Nam. Chú Sơn kể một hơi đến đây thì dừng lại. Hòa gật gù. Hèn gì lúc đó cháu thấy chú định về rồi lại đổi ý không về nữa. Phượng Ngũ thắc mắc. Yêu nhau như vậy, chờ nhau mười mấy năm, chỉ vì chút xíu bất đồng, sao cô Hoàng Yến lại có thể quyết định lấy chồng vội vã vậy hả chú? Chú Sơn nhìn Phượng Vũ. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ tự ái. Hoàng Yến muốn chứng tỏ cho chú thấy là nếu cô ấy muốn thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng lấy cô ấy. Còn chú thì đã không thông cảm được những áp lực từ gia đình mà Hoàng Yến phải chịu khi bị thúc ép lấy chồng, mà còn tự ái cúp phone không nói chuyện tiếp khiến cô ấy giận. Trầm ngâm một chút, chú tiếp. Bởi vậy chú muốn Phượng Vũ và Hòa hiểu rằng trong tình yêu nhiều khi đừng đặt tự ái lên cao quá, vì nó có thể giết chết tình yêu. Nếu coi cái tôi của mình là trên hết thì tốt nhất đừng nên yêu. Trong tình yêu cần sự hy sinh, nhường nhịn và kể cả tha thứ. Là con người ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc lầm lỗi. Nếu thật sự yêu một người, chúng ta phải biết chấp nhận để sống với khuyết điểm của người đó, chứ đừng bắt họ phải thay đổi thế này thế nọ để chiều theo ý mình. Phương Vũ cúi mặt,
Nàng không hiểu lắm ý của chú Sơn. Tại sao chú lại nói với nàng những điều này? Chẳng lẽ Hòa đã nói gì với chú? Phượng Vũ liếc nhìn Hòa, anh chàng đang rụt vai trêu nàng. Hòa cười nhỏ, chú Sơn làm Phượng Vũ sợ rồi kìa. Chú Sơn cũng mỉm cười. Tính tình của Phượng Vũ hơi giống Hoàng Yến, còn Hòa thì lại là khuôn mẫu của chú ngày xưa, cho nên điều chú lo nhất là lịch sử tái diễn. Có lẽ không cần chú nói, Phượng Vũ và Hòa cũng cảm thấy không dễ gì tìm được một người có cùng tần số với mình, một người có thể khiến tim mình rung động. Có người phải tìm thật lâu mới gặp, và cũng có người cả đời tìm hoài cũng không ra. Chú nghĩ Phượng Vũ và Hòa là những người may mắn, và mong là hai đứa không để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay như chú và Hoàng Yến trước kia. Phượng Vũ bối rối cúi mặt, nhìn mấy ngón tay của mình đang đan nhau đặt trên đầu gối. Sau khi kể xong câu chuyện, chú Sơn nói phải ra phố mua ít đồ nên đã bỏ đi. Không khí ngượng ngập bao trùm căn phòng khách. Phượng Vũ bình thường bạo dạn và hoạt bát như vậy, mà bây giờ suy nghĩ hoài cũng không tìm ra câu nào để nói cho đỡ ngượng. Chẳng biết Hòa có ngượng như nàng hay không, mà cũng ngồi im ru không nói tiếng nào. Không gian im lặng đến nỗi Phượng Vũ nghe cả tiếng nhịp tim mình đang đập một cách hồi hộp trong lồng ngực. Ngay cả ngước lên nhìn Hòa, nàng cũng không dám. Tự dưng Phượng Vũ cảm thấy xấu hổ tệ. Cảm giác chú Sơn đã nhìn thấu được tình cảm nàng dành cho Hòa và đã nói cho chàng nghe, khiến Phượng Vũ thật muốn biến mất trước mặt chàng. Một lúc sau, Hòa đưa tay qua nắm lấy hai bàn tay nàng, giọng chàng êm êm. Em đang nghĩ gì? Phượng Vũ ngập ngừng nói trống không. Nghĩ đến câu chuyện của chú Sơn và không hiểu tại sao tự dưng bị nghe giảng moral chung với anh. Hòa ỡm ờ. Sao tự dưng được? Chú Sơn có ý đó chứ? Phượng Vũ ngước nhìn Hòa, ánh mắt anh chàng có vẻ tinh nghịch. Ý gì? Hòa cười cười. Ý chú là đã xem em như cháu dâu. Phượng Vũ đỏ mặt vì câu nói của Hòa, nàng lại cúi mặt vì ngượng. Hòa xoa nhẹ nhẹ hai bàn tay Phượng Vũ, giọng có phần say đắm. Em chịu không? Phượng Vũ vẫn nhìn xuống không trả lời. Hòa nâng cầm nàng lên âu yếm. Nhìn em mắc cỡ dễ thương ghê. Ánh mắt chàng cháy bỏng đam mê. Phượng Vũ có cảm tưởng mình đang chết đuối trong đôi mắt đa tình đó. Nàng khép nhẹ mắt. Hòa xúc động nhìn đôi môi gợi cảm của Phượng Vũ đang hé mở đợi chờ. Chàng nhẹ đặt môi mình lên đó. Hương vị vẫn nồng nàn như lần đầu tiên hôn nàng. Hòa vòng hai tay ôm siết lấy thân thể nàng. Phượng Vũ mềm nhũn trong vòng tay chàng. Cảm giác thỏa mãn khiến Hòa ngây ngất. Phượng Vũ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của chàng truyền qua nụ hôn. Ôi, cái cảm giác này hình như Phượng Vũ chờ đợi đã lâu. Hai tay của Phượng Vũ đã ghì chặt lấy gáy Hòa từ lúc nào. Nàng dướng người cho chàng hôn, nụ hôn dài bất tận. Rồi cuối cùng, nụ hôn cũng chấm dứt. Hòa nhìn thấy trong ánh mắt vừa hé mở của Phượng Vũ một niềm hạnh phúc. Hòa thì thầm. Cảm giác có được những gì mình mong muốn, hạnh phúc lắm, em biết không? Phượng Vũ biết chàng đã đọc được cảm giác của mình, nàng chớp nhẹ mắt xúc động. Có phải đúng như chú Sơn đã nói, chúng ta đã tìm thấy một nửa kia của mình không hả anh? Hòa vuốt nhẹ má nàng. Em nghĩ sao? Phượng Vũ lắc đầu. Em không biết, chỉ biết là hình như em chưa hiểu anh lắm. Hòa cảm động, chữ em mà Phượng Vũ vừa xưng với chàng mới dịu dàng làm sao. Hòa hỏi, chưa hiểu chỗ nào? Anh lúc nóng lúc lạnh, khi thì làm như có cảm tình với người ta, khi thì bỏ mặc theo người khác. Hòa biết Phượng Vũ muốn nói chuyện hôm trước chàng bỏ đi với Lan Anh, nên chàng giải thích. Hôm đó anh tưởng... Hòa không biết phải nói sao cho đỡ ngượng, chẳng lẽ nói mình ghen? Phượng Vũ không nghe chàng nói tiếp nên quay qua nhìn. Anh tưởng gì? Hòa lúng túng. Tưởng em và chú Sơn. Phượng Vũ mở to mắt ngạc nhiên và đang chợt hiểu nên cười nhỏ.
Hòa quê quá nên vội hỏi lắp. Mà thật em không cảm chú Sơn sao? Phượng Vũ ngẫm nghĩ. Nếu cho em gặp chú Sơn trước anh thì có thể. Hòa bẹo má nàng. Vậy là em yêu anh ngay lần đầu gặp mặt. Phượng Vũ trề môi. Anh ham lắm. Lúc đó Ngọc Loan nói với em là anh là anh chàng họ Sở của Xuân Đào, nên em vừa ghét vừa tránh anh không hết, ở đó mà yêu. Hòa thắc mắc. Nhưng mà Ngọc Loan là ai? Sao lại biết anh? Xuân Đào là em họ của Ngọc Loan. Ngọc Loan nói có gặp anh đưa Xuân Đào về nhà mấy lần nên mới hiểu lầm. Cũng may là sau đó Ngọc Loan đọc được nhật ký của Xuân Đào nên mới hiểu rõ câu chuyện. Hòa gật gù. Hèn gì mà các cô ghét anh như vậy. Nếu vậy em bắt đầu yêu anh lúc nào? Phượng Vũ lắc đầu tỉnh queo. Em đâu có yêu anh bao giờ mà hỏi bắt đầu lúc nào. Hòa trợn mắt. Rồi chợt hiểu Phượng Vũ đang trêu mình nên chàng cũng làm mặt tỉnh. Vậy thì anh yên tâm đi tìm Lan Anh. Phượng Vũ chồm qua, cố nhẹ vào cánh tay Hòa. Anh thử đi rồi biết. Hòa xuýt xoa. Ô, con gấu con này dữ thật. Phượng Vũ phụ phịu. Em không phải là gấu. Vậy thì là mèo. Phượng Vũ cong môi. Cũng không phải là mèo, em là Phượng Vũ. Phượng Vũ chưa nói dứt câu thì đã bị Hòa ôm chầm lấy, hôn đắm đuối. Phượng Vũ dựa người ra ghế, ngước mặt đón nhận nụ hôn của Hòa. Từng nụ hôn dài tiếp nối nhau không dứt. Một lúc sau, Hòa rời khỏi môi nàng thì thầm. Em giống như một trái cấm vậy, càng khó khăn chừng nào người ta lại càng muốn ăn chừng đó. Anh nghĩ chắc chúng ta phải đám cưới sớm quá. Tại sao? Tại anh sợ có ngày nhịn không được sẽ ăn trái cấm này trước khi được phép mất. Phượng Vũ đỏ mặt. Anh nói bậy. Anh đâu có nói bậy. Anh là đàn ông bình thường, người yêu hấp dẫn, mình không động lòng mới là lạ. Nhưng chúng ta mới quen nhau, chưa đủ thời gian để tìm hiểu, làm sao đám cưới được. Chúng ta tuy mới quen, nhưng em và anh đều đã nhìn rõ khuyết điểm của nhau, vậy là đủ rồi. Phượng Vũ thành thật. Em còn nhiều khuyết điểm nữa mà anh chưa thấy. Hòa thản nhiên. Anh cũng vậy, nhưng không sao. Em không nhớ chú Sơn nói sao? Con người ai không có khuyết điểm? Tự biết mình có khuyết điểm đã là một ưu điểm rồi. Anh tin là với tình yêu, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau. Phượng Vũ cảm động nhìn chàng. Hòa choàng tay ôm lấy vai Phượng Vũ. Nàng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai chàng trong một trao gửi trọn vẹn. Hạnh phúc lãng đãng như những sợi khói tình đang lan tỏa trong không khí bao trùm lấy họ. Cuối cùng, sau bao năm tìm kiếm, họ đã tìm được nhau. Chú Sơn nói đúng, họ là những người may mắn. Và quan trọng là họ sẽ biết trân quý, gìn giữ và vun xới cái hạnh phúc mà họ vừa tìm được. Modern, đầu tháng 12 năm 2010. Phạm Lệ An. Quý thính giả vừa thưởng thức truyện dài Khói Tình của tác giả Phạm Lệ An. Quyên Nhi xin chân thành cảm ơn và hẹn tái ngộ quý vị trong những tác phẩm kế tiếp.